Tối ngày 8 tháng 1 năm 2019, sau khi thăm hỏi các nạn nhân trong vụ lật xe trên đèo Hải Vân đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã có cuộc làm việc nhanh với chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cùng lãnh đạo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã trao hỗ trợ 2 triệu đồng một người cho 10 nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện và 5 triệu đồng cho nạn nhân Vũ Thị Thảo đã tử vong. Ông Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đến tối cùng ngày, bệnh viện đã phẫu thuật cho 3 nạn nhân, trong đó có trường hợp nạn nhân Ngô Thị Susan, 21 tuổi, quê ở tỉnh Kiên Giang, đã bị đứt lìa cánh tay trái. Sau phẫu thuật, cánh tay bệnh nhân đã hồng lại nhưng cần có thời gian để đánh giá. Bệnh nhân này thì lại vào viện trong tình trạng là toàn bộ tất cả các cái phần xạ đã mất hết, ngừng thở không còn và tổn lòng toàn bộ các cái khâu cắn huyết áp bệnh nhân, và gần như trường hợp này bệnh nhân mất máu là vì việc tử vong thì sẽ là mất máu cho toàn bộ cơ thể và mở toàn bộ tất cả các mạch máu lộ ra và bệnh nhân vào viện trong tình trạng là đã tử vong hẳn. Và các trường hợp khác thì hiện tại là có một trường hợp bệnh nhân này là bị đứt lìa cả cái cánh tay bệnh nhân nữ, đứt lìa cả cái cánh tay bên trái. Nhưng mà cái vết thương đứt lìa nó bị gần như dập nát cả một cái hệ thống cơ mạch máu thần kinh, và cái vùng đứt lìa đấy thì bệnh nhân được chuyển lên ở tình trạng là cái vết thương này thì đã tự cầm. Thứ hai nữa là các cái tổn thương mạch máu thần kinh cơ thì gần như dập nát rất là nhiều. Bệnh nhân thì đi đến bằng taxi, được taxi đi đến, nhưng mà tay thì ở lại hiện trường, cho nên chúng tôi liên hệ lại bất cứ một năm là tìm được cái tay và nhanh chuyển nhanh cái tay về cùng với lại là bỏ đưa vào cái trình làm chuyển về chúng tôi. Thì khi mình chuyển về thì bệnh nhân này thì đã được đưa vào phòng mổ để mà làm sạch trước cái vết thương và bộc lộ cả cái động mạch tĩnh mạch thần kinh. Thì sau đó thì chúng tôi làm tiếp cái vấn đề liên quan tới cái tay đưa vào. Thì đến thời điểm này thì cánh tay đã được nối vào trong cái phần còn lại của cánh tay rất đứt lìa được nối vào. Tuy nhiên rằng là cái này thì ban đầu thì chúng tôi nhận định thì sau khi mà kết nối cái hệ thống động mạch và một số các cái hệ thống thần kinh thì cái tay bệnh nhân có hồng lại. Tuy nhiên là cái vấn đề cơ năng chức năng và cái thời gian hồi phục cái này thì phải bằng thời gian nữa thì chúng tôi mới đánh giá rằng là cái tay này có sống hay không. Nhưng mà về vấn đề cấp cứu sơ cứu thì cái này là tôi cho rằng là đến thời điểm này là cũng bước đầu là một trong những cái thành công rất là lớn, thì mình đã làm được cái tay nó hồng lại. Nhưng còn lại cái kết quả thì tại vì là cái đoạn mà cái tay nó bị dập nát rất là nhiều, cho nên cái phần đó thì rất là khó khăn trong vấn đề mà nội và vi phẫu. Thì chúng tôi đã làm toàn bộ các cái bệnh nhân này với hệ thống vi phẫu và các ekip cũng đã làm. Thì bệnh viện này đã nối cái tay này, nhưng mà còn sống hay không thì cũng được phải theo dõi cái này. Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, quá trình xử lý, công an địa phương đã phối hợp chặt chẽ, bảo vệ tốt hiện trường và tài sản của người dân. Phương tiện đã được cẩu lên và đưa về niêm phong phục vụ điều tra. Ông Thọ kiến nghị, đèo Hải Vân là đoạn đường dài quanh co, độ dốc lớn nên Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cần xem xét gia cố đoạn đường này. Đặc biệt cái đường sẽ có thế nào nhé, là chỉ có cái hồ lam bằng bê tông bằng sỏi thôi. Thì đề nghị cho xây tường hồ lam bê tông thêm cụ thể để ngăn ngừa thế nào giảm tối thiểu. Còn khi khảo sát hiện trường á thì cũng may là ở dưới có cây cỏ nhiều cho nên nó cũng cản được cái sự rất sâu xe. Thì nếu tôi nghĩ là nếu không có một cái hệ thống cây cỏ hiện diện thì cứ đừng tay đặt. Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết thêm, ngay sau vụ tai nạn, lực lượng công an đã làm các thủ tục như kiểm tra và xác định lái xe âm tính với nồng độ cồn và ma túy. Công an cũng đã thu thập các dấu vết tại hiện trường và lấy lời khai của những nhân chứng. Qua cái lời khai của lái xe thì nói là do xe mất phanh khi xuống dốc. Sau đó thì bị lao xuống đường như vậy. Khi mà qua mình đang ở hiện trường, tôi cũng đang có cái xác minh lại xem cái lời khai của lái xe có đúng hay không, từ cái hộp đen của lái xe, từ các cái dấu vết khác để khẳng định cái lỗi của lái xe là như thế nào hoặc là không có lỗi. Thì cái này thì báo cáo anh là để góc độ về chức trách của cơ quan công an thì cần tiếp tục. Còn vấn đề phương tiện thì bây giờ tôi đã cứu được cái phương tiện lên rồi, đã kéo lên rồi và bây giờ đang đưa về trụ sở công an huyện Phú Lộc gần đó và tiến hành công tác niêm phong các cái thứ và để phục vụ công tác khám nghiệm rồi. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đánh giá vụ tai nạn là hết sức nghiêm trọng, đã khiến gần như toàn bộ hành khách trên xe bị thương. Tai nạn ở vị trí hết sức nguy hiểm của đèo Hải Vân nên cần phải rút ra bài học để quản lý giao thông tốt hơn. Nêu bài học cần triển khai nhanh để hạn chế các tai nạn trong dịp Tết, ông Thể yêu cầu Tổng cục Đường bộ có sự phối hợp với công ty đèo cả hoàn thành xử lý các điểm đen trên đèo Hải Vân.
đa số mà cái trường hợp này là do lái xe là không có phụ, do đó là thường xuyên dùng phanh để mà sử dụng, do nó đến một cái lúc mà nó bị chay phanh, nó bị mất phanh. Cái này là rõ ràng, đây là cái việc mà chúng ta cần phải cảnh báo lái xe ở ngoài tỉnh cho những cái khu vực khó khăn. Còn nếu mà thực sự phanh chúng ta vẫn còn thì đây là cái sơ suất nghề nghiệp của lái xe trong cái lúc mà vận hành, có thể là không làm chủ tốc độ, có thể là mất tầm nhìn, có phải vì một nguyên nhân gì đó. Thì tôi cũng đề nghị công an tỉnh là chúng ta cố gắng là xác nhận cho nó rõ để chúng ta rút ra cái bài học. Tôi yêu cầu là tổng cục đường bộ các anh phải có cái sự phối hợp với công ty đèo cả, cái chủ trương của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình là năm 2019 này chúng ta phải hoàn thành tất cả các điểm đen. Và đối với tôi thì đèo Hải Vân là một cái điểm đen, một cái đèo mà dốc cao ngoằn ngoèo, vực sâu hết sức là nguy hiểm, thì đây rõ ràng là một cái điểm đen. Rút kinh nghiệm của cái việc mà chúng ta xử lý ở đèo Lò Xo thì với cái đèo Hải Vân này chúng ta cần phải triển khai rất nhiều các cái công việc. Thứ nhất là chúng ta phải bổ sung các cái đường tránh nạn, các khóc tránh nạn dọc theo các cái tuyến đèo để mà khi có mất lái thì lái xe có thể là một là chúng ta lao vào trong cái đường lấn nạn, hai là chúng ta đưa xe vào trong các khóc lấn nạn để giảm các cái thiệt hại. Cái việc này là các đồng chí phải về phải tham mưu ngay để chúng ta sử dụng cái quỹ bảo trì đường bộ 2019 là chúng ta triển khai tất cả những cái đoạn công mà nguy hiểm như thế này thì chúng ta phải có một cái hộ lan mềm đảm bảo an toàn. Một là chúng ta làm hộ lan hai tầng, nó cao khoảng 1.5-1.6 thì tất cả các xe mà có va vào là thì cũng không phanh xuống mình và nó giữ lại phía bên trong. Thứ hai là chúng ta làm hộ lan cứng và cũng cao, có cọc chịu lực để làm sao để chúng ta đảm bảo, hoặc là chúng ta làm hộ lan mềm và bổ sung một số cái vỏ xe hơi dọc theo hộ lan mềm để khi mà xe va vào thì họ dội ra ngay chứ không phải mà lao thẳng vào trong hộ lan mềm. Cái việc này chúng ta đã là xử lý một số điểm rồi mà vừa qua chúng tôi đã chỉ đạo làm ở đèo Lò Xo, do đó là cái việc này tôi yêu cầu là tổng cục đường bộ là phải tiếp thu rồi các đồng chí về xây dựng kế hoạch ngay để chúng ta triển khai gấp. Vì gì đó là tai nạn mà rơi xuống vực thì rõ ràng cái hậu quả hết sức là nghiêm trọng. Đèo Hải Vân thì dài dốc ngoằn ngoèo, do đó chúng ta cần bổ sung là một số cái giá long môn, trên đó chúng ta hướng dẫn dốc là bao nhiêu phần trăm dài, bao nhiêu dốc quẹo trái quẹo phải. Chúng ta làm ở đèo Lò Xo đó là khoảng vài km một cái thông tin, một cái bản long môn để chúng ta thông tin tài xế mà ở nơi khác đi thì họ cũng biết là khoảng bao nhiêu mét nữa đến vực, bao nhiêu mét bên trái bên phải, cung cấp kịp thời các cái thông tin và kể cả là thời tiết rồi các cảnh báo. Rồi một cái việc nữa đó thì chúng ta cũng đã làm ở đèo Lò Xo, bây giờ đây cũng vậy thôi. Tôi đề nghị các đồng chí là trước khi xuống dốc lên đèo thì tương đối rồi, lên đèo thì như đèo Lò Xo chúng ta tính là hai đầu, thì trước khi lên đèo là chúng ta có một cái trạm dừng nghỉ, và trong trạm dừng nghỉ đó để tài xế có thể là nghỉ ngơi và đặc biệt là tiếp cận cái thông tin của bình đồ của cái khu vực đèo để người ta hình dung được là đoạn nào là bình đồ là cong, đoạn nào là dốc, chúng ta sẽ làm cả bình đồ và cả cắt dọc để người ta biết được là lý trình mấy đoạn nào khoảng bao nhiêu là lên dốc xuống dốc để cho thông tin cho lái xe, thì lái xe người ta sẽ hiểu